Đó, em mình nó lái M4 quá chuyên nghiệp. Chào các bạn nha, bây giờ mình đang chở em mình đi mua một số đồ để mình về Việt Nam. Thì bữa nay là lần đầu tiên mình lấy cái M4 này để mình đi đường ở Boston. Thì tuy nhiên nãy giờ nó cũng bị rất là lo lắng, tại vì đường nó nhỏ quá, với lại xe nó đông nữa. Quẹo trái hả? Lên cái bên nha, coi xe lên cái bên. Lên giữa hả? Ừ. Chết mẹ, có chiếc xe không? Không, cặp theo trước, cặp trước còn lên. Còn lên mà đâu cần quẹo gì đâu á, đường xá nó nhỏ quá các bạn ơi, rồi hả, xe nó cũng đông, tôi chạy cũng hồi hộp lắm, nó không rộng như bên Cali. Đây các bạn thấy cái đường ở Boston thấy không, xe mình vẫn còn cái bản số Cali. Vài bữa mình đi chắc mình đi bán cái xe các bạn ơi, thì nó mùa đông chạy không có được. Xe này chỉ thích hợp chạy bên Cali thôi, nó không có tuyết, không có lạnh. Bên đây nó tuyết nó đổ xuống cái rồi hết chạy luôn. Gặp xe mình là dẫn động cầu sau, tức là hai quay hai cái bánh sau á, cho nên nó rất dễ bị trượt. Mà nó mạnh nữa, xe này nó mạnh nữa, cho nên mình chỉ cần đạp nhẹ là nó trượt bánh à. Cho nên là không có chạy an toàn ở bên tiểu bang lạnh được, cho nên buộc lòng mình phải bán nó để mình mua chiếc xe cù bắp. Áo gió trong mùa đông mà quý vị thấy không, $40 một cái, quần áo gì quá trời. Ờ à, đúng rồi kiếm này, đây tiếp ơi, đúng rồi nó nè, cái này dễ, nó nè đúng rồi, cho nước bọc bọc nó nè, mỗi kia lại đi mấy học mày. Ừ. Ừ. Ủa mấy cái này để quà nè, nói em nè. Nè tiếp. Gì đồ chơi? Này treo cây thông á, phải không? Đúng rồi, treo cây thông nè. Nè, cái trâu kìa tiếp. Cái gạch có, cái gạch là có chắc luôn á, mua nhiều để dành đó, 2-3 cuộn nữa. Costco bên đây nó bán mắc hơn bên Cali các bạn, đồ nào nó cũng mắc á. Vô ta gạch mua luôn, lỡ rồi ta gạch vô mua luôn. Bia để in nó đây, im đó, bia tự động. What was the, do you know what the item was that he was going to get? Shampoo? Yes. Yes, ma'am. Have a good day.
lấy đồ đi. Kìa, quầy lạnh dưới kìa. Ủa? Đây bán thùng nhỏ quá ha, Petco thì thùng bự hơn. Buy 2 get 1 free kìa. Rồi ngon. Vậy mua 4 thùng được được 6 thùng. Ủa hả? 2 thùng thôi. Là 3 thùng. Nhiêu tiền thùng ạ? Đây nó có ghi không? Không có đầy giá luôn. Thôi đi, chắc rẻ. Đó, mua mấy cái đồ về trang trí cây thông nhà. Cái châu kìa. Hello cô, khỏe không cô? Khỏe. Nghe tiếng Việt là thấy khoái. Gặp rồi thấy mừng rồi. Dạ. Nè, trái châu màu vàng kìa. Ồ, đẹp quá ha. Mấy này không? Trái châu không vậy thôi hả? Bữa nay là ngày Black Friday đó các bạn. Tức là ngày mua sắm giảm giá rất là nổi tiếng ở bên Mỹ nè. Tôi thì giờ đi mua đồ mấy cái ngày này á, nó đông dữ lắm. Lên đó tự động đi xuống ha, quá dữ ha. Fluffy.
keo dán thùng rồi mua keo vàng á. Đỏ trắng này cũng được nữa nè. Này, này nó che lại nè phải không? Nhưng mà cái này dày quá. Đây nè. Bên đây bịch không có tính tiền hả tí? Bên tao chợ Việt Nam là 10 đồng một 10 cent một cái bịch. Đúng không? Ở đây cũng có hả? Tùy theo chợ hả? À tùy theo chỗ. Bây giờ mình lại đây mình mua cà phê Starbucks à, cho các bạn coi nha. Starbucks của Thôi về. Thấy này giờ muốn về rồi. Thôi về. Tôi tính mua mà đông vậy nè các bạn ơi. À, giờ tôi về. Dán cái đít vô để quên. Ê lột cả trước không? Ở đâu cần hả? Nhanh mà không? Tối luôn rồi các bạn. Mấy giờ ta? Đường nào quên rồi. Tự nhiên ở đây đông quá các bạn, bữa nay thứ sáu á, Black Friday á, người ta đi shopping đông dữ lắm. Xe tôi đậu bút chỉ nè. Chạy vô đây chừng nào mới vô được. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại giờ là 2 độ C các bạn, là 36 độ F. Cũng khá lạnh. Chủ nhật này có tuyết thì nhiệt độ sẽ xuống âm độ C, khoảng chừng 2 độ C, âm 2 độ C. Có tuyết. Bây giờ em gái mình nó sẽ lái em pho, tại vì tôi không biết đường, cho nên là tôi để em tôi chạy cho chắc anh. Có xe phía sau nha, từ từ. Rồi hết xe rồi. Nhìn rất là ngầu nha. Cái mặt xỉn rượu đêm qua. Kẹt xe dữ quá các bạn ơi. Đã. Mới có 5 giờ chiều thôi các bạn, mà giờ nó tối thui rồi. Trời ơi, nó tối từ nãy giờ rồi đó. Để cái mùa đông này nó khác. Trời ơi, kẹt xe cũng kiếp các bạn ơi, không biết sao về đây. Nản thiệt. Em mình nó lái M4 quá chuyên nghiệp.